chào tất cả các bạn. Không biết là trong đợt nghỉ dịch Covid-19 này thì mọi người đã có dự định gì chưa? Còn đối với mình thì mình đã tự đặt ra cho bản thân một mục tiêu, đó là tăng cân. Đây là một mục tiêu mà mình muốn thực hiện nó từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì là đặc thù công việc thì không được ăn ngủ nghỉ đúng giờ, thế nên là mình rất là khó để thực hiện. Tuy nhiên thì trong đợt dịch này thì mình đã cố gắng, và đến bây giờ thì thông báo cho mọi người một tin vui, đó là mình đã tăng được đến 2kg. Và đây là bí quyết của mình, viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tamino. Các bạn biết không, ban đầu thì mình cũng khá là e ngại, không biết là có nên sử dụng hay không, bởi vì mình rất là thích cái kiểu là tự tăng cân hơn là việc là phải sử dụng một sản phẩm nào đó. Thế nhưng mà khi mà được một người bạn giới thiệu và mình thấy rằng là khá là tin tưởng sản phẩm này rồi, thì mình đã quyết định là sử dụng và thấy là hiệu quả hẳn luôn. Kết hợp cùng với chế độ tăng cân khi mà mình nghỉ này và ăn đúng giờ thì rõ ràng là hiệu quả hơn rất là nhiều. Và khi mà bắt đầu mua sản phẩm này thì mình thấy rằng là đơn vị sản xuất và cũng như là nhà phân phối đã có một cái sự chăm sóc care khách hàng rất là cẩn thận. Minh chứng là mình thấy họ có đưa cho mình một cái thực đơn để mình có thể tăng cân trong vòng 7 ngày. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2, thứ 3 ăn gì thì ở đây đều đã ghi cả. Và bên cạnh đó thì là cũng có các cái chế độ giúp cho chúng ta có thể tăng cân được. Và đặc biệt đó là có một tờ giấy tiếp theo có thể giúp cho chúng ta có thể có một cái nhìn rõ hơn về sản phẩm thức uống bảo vệ sức khỏe Tamino này. Đó, và đây là những gì mà khiến cho mình rất là thuyết phục rồi. Tuy nhiên còn một cái đặc biệt nữa, đó là một tờ cam kết rằng sản phẩm này không chứa corticoid. Đây là một giá trị mà mình nghĩ rằng là mình trân trọng và mình thích nhất. Khi mà sản phẩm của mình không có những cái tác dụng phụ và không có chất corticoid thì mình hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Khi mà người lớn sử dụng sản phẩm này thì chúng ta sẽ uống 1 đến 2 viên trên một ngày, uống vào buổi tối sau khi mà chúng ta ăn xong khoảng 30 phút. Còn đối với trẻ em thì chúng ta chỉ uống 1/2 viên cho đến 1 viên một ngày thôi. Và với những ai sẽ sử dụng được sản phẩm này, đó là những người mà thường bị căng thẳng trong cuộc sống này, hay là bị khó tăng cân, những người mà muốn là sức khỏe của mình đảm bảo hơn và suy nhược cơ thể này, những ai mà đang bị thể trạng kém nhá thì có thể sử dụng được sản phẩm này. Bên cạnh đó là khi mà những người mà sau phẫu thuật hoặc là trong cái thời gian mà dưỡng bệnh ý, thì có thể sử dụng sản phẩm này để có thể hỗ trợ cho cái quá trình cải thiện sức khỏe của bạn. Và đối với công dụng thì mình không phải nói rồi, ở đây có rất là nhiều công dụng để các bạn có thể tham khảo. Và như là mình nói là đối với mình là một người mà thứ nhất là mình khó tăng cân này, thứ hai là mình là một người mà không có nhiều thời gian để nấu ăn hay là tự gọi là chăm sóc bản thân ấy, thì đây là một sản phẩm mà rất là tốt để hỗ trợ được cho mình. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể cải thiện được cân nặng của mình cũng như là tình trạng sức khỏe tốt hơn sau khi sử dụng Tamino. Đây là một sản phẩm mà mình rất là thích nên là mình đã chia sẻ cho mọi người. Mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.